Một cú nhảy vào địa ngục. Điều kỳ lạ là không có nhiều tiếng la hét hay than khóc trên chiến trường. Pierre Schoendorfer, nhà quay phim, trung tâm thông tin quân đội Pháp. Sự bất đồng quan điểm giữa đại tá Langlais với Hà Nội về việc tăng cường lính dù vẫn tiếp tục được trao đổi qua các bức điện trên vô tuyến điện và ngày một thêm nghiêm trọng. Mặc dù đã biết một đơn vị dù người Việt Nam đang được chuẩn bị, Langlais vẫn đe dọa tước vũ khí toàn bộ tiểu đoàn một khi họ đến Điện Biên Phủ và bắt họ lao động như những người phu. Một bức điện tối mật nữa của De Castri gửi cho tiếng cô nhi chỉ rõ nhu cầu bức thiết đối với việc phòng thủ và các đơn vị ưu tiên. Ông ta lấy dẫn chứng về một số chuyến bay của lính dù Việt Nam dưới làn lửa đạn và cho rằng sự việc này một lần nữa cho thấy sự thiếu suy xét của họ đối với cuộc chiến đấu gay go đang diễn ra ở đây. De Castri còn cho biết, trong tấn công cũng như phòng thủ, tôi chỉ có thể hy vọng vào những người lính dù người Âu, lính Lê Dương và một số ít lính Bắc Phi. Chỉ có các tiểu đoàn dù đã nhận được sự tăng cường binh lực. Tôi cho rằng lính tình nguyện Lê Dương trong quân đội Viễn Chinh sẽ được nhảy dù mà không cần phải trang bị đầy đủ. Thiết nghĩ việc nhảy dù không có vũ khí trang bị sẽ ít nguy hiểm hơn. Kết quả sẽ có tác động đáng kể đến tinh thần và giảm bớt gánh nặng của nhiệm vụ khó khăn hiện nay của phần đông lính dù. Những tranh luận về việc huấn luyện cho những người tình nguyện song chưa biết nhảy dù đã sớm được dẹp lại trước sự khẩn cấp của tình hình. Trước tiên, lính tình nguyện phải trải qua một đợt huấn luyện tối thiểu, sau đó một số phải thực hiện các cú nhảy thi hành. Nhưng thời hạn sắp hết, tất cả các máy bay đều được sử dụng cho mục đích sẵn sàng chiến đấu. Đại tá Langlais và các chỉ huy đều muốn được tăng cường những lính dù có đủ khả năng và tư cách, nhưng mà khó khăn hiện tại là vấn đề lấp chỗ trống bằng bất cứ ai, chỉ cần người đó có thể sử dụng được các loại vũ khí và biết tuân lệnh. Lời kêu gọi đến Điện Biên Phủ được truyền tới tất cả những người lính. Những thông cáo được đính tạm trên bảng tin của các đơn vị trên toàn Đông Dương. Mặc dù binh sĩ của quân đội Viễn Chinh Pháp biết rằng việc thất thủ Điện Biên Phủ là điều có thể xảy ra, nhưng sự hưởng ứng thật là đáng ngạc nhiên. Các cựu chiến binh dù đang làm việc trong các cơ quan hoặc bị thương trước đây đều được chọn vào đội quân sẽ đến Điện Biên Phủ. Nhân viên trong các đơn vị hậu cần, lái xe, nuôi quân, tân binh, nhân viên tổng hành dinh, lính bộ binh cũng ghi tên đăng ký. Niềm hy vọng cuối cùng vào lính tình nguyện đã thay đổi hẳn. Tướng Nava trong cuốn Đông Dương Hấp Hối 1953-1954 đã ghi lại một số lính tình nguyện gồm có 800 lính Pháp, 450 lính Lê Dương, 400 lính Bắc Phi và Châu Phi, 150 lính Việt nhảy xuống Điện Biên Phủ để tăng cường cho lực lượng phòng thủ ở đây. Sau khi sàng lọc, chỉ còn lại 681 lính được đưa đi tham chiến ở Điện Biên Phủ. Quân tình nguyện chưa biết nhảy dù đã rời đơn vị tới Hà Nội và báo cáo tình hình cho các thành viên chỉ huy mới để chuẩn bị cho cuộc nhảy mạo hiểm này. Một số người tới với trang bị vũ khí đầy đủ. Những khẩu súng trường lập tức được thay bằng một loại súng dây gấp hay bằng một khẩu tiểu liên Mark 49. Trang phục đi trận được đổi bằng những chiếc áo nhảy jacket có túi và quần cũng có túi lớn. Giày nhảy đều được đổi nếu có sẵn. Một số lính tình nguyện đã phải chịu đựng đợt huấn luyện từ 8 đến 10 ngày với những cú đập vào gót đau điếng của viên chỉ huy nhằm tạo ra những tình thế như trong một trận chiến thực sự. Một số khác chỉ có một chút thời gian để kịp làm quen với công việc trong một chiếc C-47 không có cánh hoặc trong một chiếc bong ke vận tải. Họ cần biết hình dạng chung của chiếc máy bay, chức năng của đình tĩnh học, một loạt các mệnh lệnh khi nhảy dù như là đứng lên, nhảy, tư thế phù hợp, nguyên tắc gập gối. Thêm vào đó, họ còn đồng ý nhảy dù lần đầu tiên từ một chiếc máy bay tới dưới làn lửa đạn và trong tình trạng khó có thể sống sót nổi khi tới mặt đất. Nếu mà họ làm thế thì họ sẽ có một cơ hội tốt để nhảy dù vào bên trong các chiến tuyến của đối phương. Liệu lính tình nguyện của Điện Biên Phủ lập lại hành động mà De Gaulle thường đưa ra như một ý tưởng kiên định của Pháp? Điều này thì cũng dường như rất khó, đặc biệt là với lính Lê Dương, lính Bắc Phi và lính ngụy Việt Nam. Hay đó có thể là sự tìm kiếm vinh quang gắn liền với thói cao ngạo thái quá. Điều đó thật là đáng ngờ. Phần lớn những người lính ở Đông Dương đều có đủ thời gian để họ không còn có những ảo tưởng về bản chất khốc liệt của cuộc chiến tranh. Thậm chí khi so sánh với những người mới đến, thì những khoảng trời ảm đạm, những cơn mưa sập sùi của Bắc Kỳ đều đưa đến cho họ sự bi quan hơn là những giấc mơ vinh quang. Có thể, đối với nhiều người,
đó là tình bằng hữu giản đơn, không tô điểm, và một tinh thần đồng đội, giống như tất cả những người lính đang chiến đấu ở những góc độ khác nhau. Những bạn chiến đấu của họ đứng ở trong tình trạng rất tồi tệ và cần được giúp đỡ. Một số người không nhận thức được đầy đủ về tình trạng tuyệt vọng này, đã hành động như thể ngăn chặn sự tân thế, cũng như sự sụp đổ của niềm kiêu hãnh của quân đội thuộc địa với những truyền thống và quy tắc của nó. Một số khác, những người tình nguyện tới từ các đơn vị không trực tiếp chiến đấu, dường như đã nhận ra vài điều gì đó đối với bản thân họ. Còn một số kẻ gây rắc rối thì đơn giản là đang tìm cách hành động. Dù cho cách giải thích cuối cùng là thế nào đi nữa, mỗi người đều có lý do riêng bảo vệ cho tình nguyện của mình đến cái nơi mà sau này người ta mô tả như là một cú nhảy vào địa ngục. Báo cáo của một nhân chứng về một chuyến bay ban đêm cất cánh từ sân bay Gia Lâm, đăng trong cuốn tạp chí Caravan của quân đoàn viễn chinh Pháp, đã mô tả lại công việc huấn luyện nhảy dù cho lính tình nguyện như là việc của các cha nội dạy con cái. Nhiều người vẫn còn muốn đi giày đinh hơn là đôi giày của lính dù khi tập, để khỏi trượt chân trên sàn sắt của máy bay hay là khỏi ngã nhào qua các cửa để ngỏ, họ phải cẩn thận đi tất trùm qua các đầu đinh của giày. Chiếc máy bay chỉ huy C-47 cất cánh sớm và hoạt động như một xe cảnh giới lưu động trên không và sẽ dừng ở thung lũng Mường Thanh ở độ cao 10.000 feet đến 12.000 feet, tức là từ 3.048m cho đến 3.657m và khoảng 7 đến 8 tiếng. Trong khi máy bay chỉ huy giả quanh thung lũng thì phi hành đoàn và nhân viên chia nhau ăn uống. Trong các khoang chở lính, tiếng hát hò, những câu chuyện gẫu nhạt dần khi ánh đèn của Hà Nội khuất khỏi tầm nhìn, những chai rượu rum được truyền tay nhau, những ổ gà không khí đầu tiên và sự hỗn loạn đã tác động tới những tân binh, đặc biệt là những người chưa có kinh nghiệm bay nên đã ăn uống quá nhiều trước khi xuất phát. Tiếng nôn ọe của họ bị lẫn đi trong tiếng ầm ầm của động cơ. Đến gần Điện Biên Phủ, những chiếc C-47 bắt đầu hạ dần độ cao. Tác giả bài báo đăng trên tạp chí Caravan nhớ lại, có một khối đen lớn che lấp hết các cửa sổ, đó là những ngọn núi. Chúng bao quanh toàn bộ chiếc Dakota và cắt mất tầm nhìn của nó. Bây giờ chỉ có chiếc radio hướng dẫn phi công hạ cánh dần xuống cái địa ngục, mà thời gian tưởng chừng như kéo dài vô tận. Chỉ cần mắc một lỗi nhỏ là anh ta sẽ lao vào những ngọn núi cao vút. Đợt thả dù này quả thực là cơn ác mộng của những nhà vạch kế hoạch. Những trái pháo cao xạ 37 ly nổ tóe xung quanh, những mảnh đạn văng vào cánh máy bay, đôi khi làm cho thân máy bay bị vết thủng lỗ chỗ. Những chiếc C-47 thường quay về với khoang trống rỗng, trừ đội bay, cùng với 1, 2 hay là 3 chú lính tình nguyện ngồi thu lu trong những chiếc ghế, còn phần lớn đã lần lượt nhảy. Họ hy vọng hạ cánh xuống gần tọa độ đánh dấu khu vực thả dù, nhưng mà tọa độ thì thường bị trượt ra khỏi tầm nhìn khi bị các luồng gió bất thường ập tới. Những người nhảy chệch hướng sang phòng tuyến đối phương hoặc rơi vào khu vực pháo phòng không đều hiểu rằng số phận của họ sẽ rất bi đát. Đối với nhiều người, cú nhảy đầu tiên và cú nhảy cuối cùng cũng đồng nghĩa với cái chết hoặc bị bắt làm tù binh. Có người thì rơi đúng vào mớ dây thép gai phòng thủ hỗn độn, để rồi bị những chiếc dù không hạ xuống nổi kéo lê qua các hàng rào dây kẽm gai cào xước cơ thể. Một số khác lại rơi vào các mái hầm hay là các ụ pháo. Không may hơn là số bị rơi vào các khu hầm hôi hám của nhà xác ngoài trời, buộc phải trườn qua các xác chết để thoát ra. Trong cuốn Tôi là thầy thuốc ở Điện Biên Phủ, thiếu tá Green miêu tả sự khôi hài trên chiến trường nổi bật lên những mớ hỗn độn. Nhìn thấy chiếc huân chương thập tự trên ngực của một lính dù mới đến, Green hỏi bằng giọng Pháp bồi: "Anh là người Thiên Chúa giáo?" "Tôi ấy à?" "Không, tôi không phải là người Thiên Chúa giáo," người lính ngụy đáp lại. "Mikolonian nghĩa là tôi thuộc tiểu đoàn dù thuộc địa." Có lần, nguyên tắc của đơn vị dù khi tiến về khu vực thả dù đã không thực hiện được. Viên sĩ quan thông báo vắn tắt với họ: "Đây là khu vực thả dù, hãy tiến về phía có đèn sáng. Quân Việt Minh đang ở phía bên kia, cẩn thận không được di chuyển về hướng đó." Nguyên tắc này chứng tỏ nói dễ hơn làm khi mà hỏa lực, lựu đạn và địa hình mới kết hợp với nhau làm rối trí những kẻ mới đến. Các tổ tìm kiếm có trang bị đèn pha, theo dõi chặt chẽ những lính dù nhảy xuống vào ban đêm và hướng dẫn họ đến nơi an toàn. Trong một số trường hợp, khi các lính dù rơi vào giữa hai chiến tuyến thì lập tức diễn ra một cuộc chạy đua để ứng cứu và bắt sống quân dù giữa các đội tuần tra của Pháp và Việt Minh. Không phải tất cả những lính tình nguyện tham gia nhảy dù đều là do tự cá nhân xung phong. Ngày 20 tháng 4,
Thiếu tướng Cô Nhi thông báo cho đại tá Sobanyak biết toàn bộ tiểu đoàn số 2 thuộc trung đoàn bộ binh Lê Dương số 3 đã tình nguyện tập nhảy dù. Ông ta yêu cầu có một sự dự tính cần bao nhiêu thời gian để huấn luyện cho một tiểu đoàn có thể nhảy xuống khu vực an toàn và khi nào thì bắt đầu tập luyện. Sobanyak cho biết một tiểu đoàn tình nguyện nhảy dù lần đầu tiên sẽ có thể có tới 20% bị thương vong nếu trong điều kiện thời tiết tốt và 30-40% nếu tốc độ gió từ 4-5 m trên giây. Ông ta nêu ra một ví dụ trong đợt huấn luyện gần đây của 60 lính dù, kết quả 12 người bị tai nạn, trong đó có 8 người phải vào viện. Ngày hôm sau, một bức điện khẩn của tướng Cô Nhi gửi cho tướng Nava đề nghị bãi bỏ ngay tức khắc kế hoạch tập luyện và nêu ra sự cần thiết tiếp tục cuộc chiến đấu ở những nơi khác, chứ không chỉ tập trung cho Điện Biên Phủ với nội dung dành riêng cho Tổng Chỉ huy. Về vấn đề đợt nhảy dù cuối cùng của tiểu đoàn 2, trung đoàn bộ binh Lê Dương số 3, hôm nay số lính dù của tiểu đoàn 2, trung đoàn bộ binh Lê Dương số 3 đã bị hai tiểu đoàn thuộc trung đoàn 42 Việt Minh tấn công trên quốc lộ 5. Thống kê sơ bộ thiệt hại cho thấy có 23 người chết, trong đó có 3 sĩ quan, thiếu tá Carabier, đại úy Pekne, trung úy Rinyebo, 50 người bị thương, trong đó có 3 sĩ quan. Do phải chịu đựng những tổn thất và ảnh hưởng do cái chết của viên chỉ huy tiểu đoàn đối với tinh thần của những người sống sót thuộc đơn vị này, tôi cho rằng kế hoạch này cần được chấm dứt, ký tên Cô Nhi. Kể cả những người lính từng trải cũng nhận thấy sự có mặt của họ ở Điện Biên Phủ thật là một bi kịch. Trung sĩ Robert Malley, người cùng nhảy với một trong số các đại đội thuộc tiểu đoàn dù số 2 nhớ lại: tuy đã ở Viễn Đông từ năm 1951, nhưng tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh tràn ngập pháo đạn như vậy. Đêm hôm sau, trung sĩ Brown và tiểu đội của anh ta bị giết hoàn toàn chỉ bởi một viên đạn pháo khi mà đang cố gắng tập hợp lại quanh một khẩu pháo cũ. Vài ngày sau, một quả bom lạc từ một trong những số máy bay của đơn vị chúng ta lại dội vào chúng tôi, gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Một người bị thương nằm trên cáng, những người khiêng vác và một quân y đang đi theo họ, tất cả đều bị xóa sạch trước mắt tôi. Trong một cái rãnh đó, tôi nhặt được vài mảnh thịt vụn của những số phận bất hạnh. Câu chuyện về những người lính tình nguyện và những kẻ thay thế được ném xuống Điện Biên Phủ trong những chiếc máy bay nhỏ cho thấy sự mập mờ, thiếu quyết đoán vẫn tiếp tục ngự trị trong bộ chỉ huy tối cao Pháp trong cuộc chiến ở đây. Để yêu cầu quân đồn trú chiến đấu đến cùng nhằm gây ra những thương vong lớn cho Việt Minh và tận dụng thời gian là một hành động quân sự có thể hiểu được nhằm duy trì số quân ở chiến trường, nhưng chỉ với số lượng nhỏ đến mức họ không thể tác động được tới diễn biến thuận lợi của cuộc chiến, thì cũng đồng nghĩa với phạm một tội ác. Một lỗi dễ hiểu đối với những cuộc thử nghiệm phá bộ binh vào các cứ điểm của Điện Biên Phủ là thường coi nhẹ các đơn vị phục vụ như là tiếp tế, thông tin, sửa chữa và y tế, những người có nhiệm vụ duy trì chức năng của pháo đài và cứu chữa cho thương binh. Binh lính cấp thấp phải chịu đựng nhiều khó khăn, mạo hiểm hơn những người từng trải trong các cuộc chiến khác. Những công binh Pháp trung thành với phương châm xây đôi khi phải phá đang phải thực hiện nhiệm vụ dưới bom đạn và trong điều kiện ngày càng tồi tệ hơn. Liên tiếp chịu đựng sự thiếu thốn về vật chất và thương vong tăng cao, họ phải củng cố lại các hầm trú ẩn, đào thêm công sự mới, đặt thêm mìn, bẫy, sửa chữa hàng rào thép gai và chống đỡ các ổ súng bị sập. Họ còn đảm nhiệm vai trò của những công binh chiến đấu, phòng thủ các vị trí và tham gia vào các đợt phản công như là lính bộ binh. Nhà nhiếp ảnh quân sự Camus và Pego, nhà quay phim Schoendorfer đi cùng với tiểu đoàn xung kích số 8 và tiểu đoàn của Bira trong các đợt phản công để tiếp tục quan sát tình hình cuộc chiến. Khi không đi với các tiểu đoàn thì họ nghỉ lại trong các bong ke tình báo gần bệnh viện mà người Hâm Mông vừa chiếm được. Schoendorfer nhớ lại cuộc chiến đấu giáp lá cà để giành lại cứ điểm Elian và Huguet, các vị trí pháo chất đầy xác chết của các xạ thủ. Trong một chuyến thăm cứ điểm Elian 1, ông đã thấy mùi khó chịu bốc ra từ những xác chết và tiếng vo ve ghê người của lũ ruồi. Ông kể lại, thời tiết rất nóng, chúng tôi lại khát, và một tổ được cử đi lấy nước đã bị chết do trúng đạn pháo cối. Khi xuống đồi, tôi đã thấy xác của họ, 6 thi hài xác sơ trong bùn đỏ. Vì khu vực vành đai chật hẹp nên Schoendorfer và các đồng nghiệp được yêu cầu giúp đỡ bảo vệ các bong ke tình báo cạnh người Hâm Mông. Ông nói, người Hâm Mông bắn rất giỏi và đã giúp chúng tôi ngăn chặn các đợt tấn công của Việt Minh. Ngừng lại nhìn ra cửa sổ trong màn đêm của Paris nhiều năm sau, Schoendorfer nói tiếp,
Điều kỳ lạ là không có nhiều tiếng la hét hay là than khóc trên chiến trường. Ở Washington, các nhà hoạch định chính sách Lầu Năm Góc đang bàn về các chiến thuật của cuộc hành quân Vulture. Họ cho rằng máy bay B-29 của Mỹ nên sơn màu đỏ, trắng và phù hiệu xanh của lực lượng không quân Pháp. Để tránh việc tìm kiếm sự yểm trợ, họ quyết định yêu cầu không quân Mỹ sẽ không mang theo bất kể giấy tờ tùy thân hay những dấu hiệu chỉ quốc tịch hoặc là cấp bậc. Nhưng những chuẩn bị về quân sự để cứu vãn Điện Biên Phủ giờ đây phải phụ thuộc vào một quyết định ngoại giao. Ngoại trưởng Dunn bay tới London và Paris ngày 10 tháng 4 để nêu kế hoạch hành động thống nhất trước khi Mỹ đứng ra dẫn đầu phe đồng minh. Ngày 14 tháng 4, cả Anh và Pháp đồng ý xem xét các nguyên tắc nêu ra trong kế hoạch. Tuy nhiên, có một vấn đề quan trọng giữa việc xem xét một kế hoạch mở rộng cho hành động thống nhất và việc phải đưa máy bay ném bom của Mỹ tới để cứu viện cho Điện Biên Phủ. Sự lo lắng của một số nghị sĩ quốc hội, một số nhà lãnh đạo quân sự cao cấp và thái độ thờ ơ của Tổng thống Eisenhower với kế hoạch của Dunn về cuộc hành quân Vulture bị kém hiệu lực, bởi vậy Dunn như là bị va phải bức tường đá ở London. Thủ tướng Suksin và Ngoại trưởng Anthony Eden đang đấu tranh để cùng nhau giữ được chính phủ Cộng hòa Anh sau chiến tranh. Đã không việc gì phải vội để bị lôi kéo vào cuộc chiến tranh thuộc địa này với những ý đồ chính trị nghiêm trọng. Họ còn phải bận rộn chuẩn bị cho hội nghị Geneva về Đông Dương sắp diễn ra. Suksin khẳng định chính phủ Anh sẽ không bị lôi kéo vào bất cứ hành động nào trước khi kết quả của hội nghị chưa được công bố. Mặc dù hoạt động ngoại giao vẫn diễn ra hàng tuần, các kế hoạch chiến thuật mới được nêu ra, nhưng tất cả dự định và mục tiêu của cuộc hành quân Vulture giờ đã không còn hiệu lực. Tướng Giáp tiếp tục tập trung nỗ lực vào các cơ điểm của Pháp ở Huguet, một trọng điểm để kiểm soát được đường băng. Cho dù đường băng đã hoàn toàn bị tê liệt, nhưng mất nó cũng có nghĩa là pháo binh và các vũ khí hạng nặng của Việt Minh có thể tiến gần hơn vào khu trung tâm phòng thủ Điện Biên Phủ. Quan trọng hơn, pháo phòng không 37 ly được đặt vào vị trí mới sẽ có thể rút ngắn khoảng cách với các máy bay viện trợ khi chúng ở trên phạm vi khu vực thả dù. Việt Minh nhận thức rất rõ về những khó khăn mà đối phương đang phải đối mặt khi tiếp nhận quân tăng cường và hàng tiếp tế. Tướng Giáp nhận định về khu vực mà Pháp vừa chiếm được. Các máy bay vận chuyển không dám bay thấp vì sợ hỏa lực phòng không và sợ các thùng hàng lương thực, súng đạn rơi vào các chiến hào của ta. Vì vậy chúng ta phải đánh địch bằng chính pháo đạn của chúng. Ông còn đề cập tới cái gọi là những người tình nguyện, những người đã rơi vào phòng tuyến của ta và bị bắt khi đang đặt chân xuống mặt đất. Khẩu phần ăn mà quân đồn trú đang phải chia nhau với những người bắt chúng có cả những hộp hành tươi, rau và rau quả. Những đồ hộp này đã cung cấp nguồn dinh dưỡng chính cho quân đồn trú để họ có thể chống lại căn bệnh phù nề và các bệnh gì khác do thiếu vitamin gây ra. Ngày 16 tháng 4, khi De Castri đang xin Hà Nội cho tăng thêm pháo binh, thì được biết ông ta được thăng chức thiếu tướng. Nhưng không phải chỉ một mình ông ta mà cả Langlais, Bira, De Segay, Pazit và nhiều sĩ quan khác nữa. Những phần thưởng như huân huy chương được thả xuống. Tướng Cô Nhi thông báo ông ta đã thả một hộp đựng quân hàm mà trước đây ông ta đã đeo khi còn là thiếu tướng cho De Castri, cùng với rượu cô nhắc và thuốc lá để chúc mừng. Hộp đựng quân hàm đó sẽ không bao giờ tới được tay De Castri vì nó đã rơi vào chiến hào của Việt Minh. Theo nhà văn Evan Bego, người đang phục vụ cho tiểu đoàn dù Lê Dương số 1, thì đại đội 4 thuộc tiểu đoàn của ông ở cứ điểm Huguet 5 đã lấy được chiếc hộp đó. Nhưng các chai rượu thì bị vỡ hết. Họ hút hết thuốc lá, còn sao thì đem chôn xuống đất. Cuối cùng người ta phải dùng những mảnh kim loại để làm thành các ngôi sao tạm thời cho De Castri. Sau một thời gian, đài phát thanh của Việt Minh lại thông báo chiếc hộp được nhiều huân huy chương của Pháp đã rơi vào tay họ. Ngay trước khi hộp đựng quân hàm được thả xuống Điện Biên Phủ, cố vấn Mỹ Paul Stumm tổ chức một bữa tiệc chia tay với thiếu tướng Cô Nhi tại trụ sở của ông ở Hà Nội. Stumm đã hết thời hạn và phải chuyển giao nhiệm vụ cho người khác và phải báo cáo lại cuộc gặp mặt về cho Washington. Stumm nói, tướng Cô Nhi một lần nữa đã nghĩ lại nhưng vẫn có những bất đồng với tướng Nava, đặc biệt về việc tiến hành cuộc chiến ở Điện Biên Phủ. Cô Nhi ca ngợi kế hoạch tác chiến ở Điện Biên Phủ của Việt Minh và nêu rõ chiến lược trọng tâm của Việt Minh trong chiến dịch. Ông nói, các hoạt động của Việt Minh ở Lào, các trận đánh vào tuyến đường bộ và đường xe lửa ở Hà Nội, Hải Phòng và các hoạt động tự phát của quân du kích khắp vùng châu Thổ đều trực tiếp hay là gián tiếp ảnh hưởng tới trận đánh ở Điện Biên Phủ.
Còn câu trả lời của Pháp với Điện Biên Phủ chỉ là một chiến thuật. Cô Nhi còn chỉ trích sự lơ là và cầu thả trong việc tiếp tế bằng không quân. Cô Nhi nói với Stum, khi họ đề nghị Mỹ tăng thêm máy bay và Mỹ đồng ý thì họ lại không đủ phi công và cơ sở hạ tầng. Câu cuối của bức điện viết, cô Nhi vẫn tin rằng Bộ Tư lệnh Pháp không bao giờ nên chấp nhận cuộc chiến trong rừng núi xa xôi hẻo lánh của người Thái, vì cuộc chiến ở Điện Biên Phủ để giành lấy vùng châu thổ sông Hồng rất có thể sẽ bị thất bại. Stone còn yêu cầu Bộ Ngoại giao chuyển bức điện của Langley tới chị gái của ông ta, bà Jim Corbe ở trường đại học Notre Dame để cảm ơn đồng bào, đặc biệt là những người Mỹ gốc Pháp về những lá thư động viên của họ gửi tới Điện Biên Phủ. Chủ nhật ngày 18 tháng 4 là một ngày bất thường ở Điện Biên Phủ. Bầu trời trong xanh, ánh nắng tràn ngập, bỗng nhiên một chiếc máy bay ném bom xuất hiện, phá tan màn không khí yên bình, dọn đường cho một đợt nhảy dù khác thường. Những chiếc C-47 và C-119 xuống thấp để thả hàng. Phần lớn những chiếc dù sặc sỡ vẫn còn bay lơ lửng bên trong vành đai. Mặc cho hỏa lực đối phương quấy nhiễu, những tay lính canh vẫn lao ra thu nhặt các thùng lương thực và đạn dược. Ngoài lương thực và đạn dược, họ còn thấy cả thịt hộp, sô-cô-la, hoa quả và thuốc lá. Rượu rum và rượu cô nhắc đã làm tăng thêm niềm vui cho quân đồn trú vào ngày lễ phục sinh rất đặc biệt này. Tình hình nguy hiểm của đại úy Biza và binh lính của ông ở cứ điểm US 6 đã không cho phép họ có thời gian để tổ chức tiệc. Hệ thống hầm hào của Việt Minh vây quanh cứ điểm đã siết chặt họ lại. Không chỉ những hầm hào của đối phương hướng về cứ điểm US 6, mà một số cái thậm chí đã được đào hướng về phía đồn trung tâm để ngăn chặn các cuộc phản công của Pháp. Một tuyến đường hào của Việt Minh hiện cắt đôi đường băng. Lực lượng tác chiến đặc biệt đem nước vào cứ điểm mỗi đêm đều phải giải phóng những khối vật cản của Việt Minh để lại trên đường từ đợt tác chiến trước đã gây ra một tổn thất lớn. Đêm 17 tháng 4, Bija kết hợp cùng một đơn vị dù hỗn hợp và một đơn vị Lê Dương với hai xe tăng yểm trợ đã phá vòng vây ở cứ điểm Huguet 6. Sau 6 giờ chiến đấu ác liệt với những đợt tăng quân ít ỏi, quân của Bija đã qua được vòng vây thứ hai, tức là ra khỏi mục tiêu 800m. Khi bình minh lên, rõ ràng những nỗ lực tấn công vào cứ điểm Huguet 6 đã phải trả giá quá đắt. Thiếu tá Clemenceau liên lạc với Bija qua đài phát thanh, nói bằng giọng tiếng Anh để phía đối phương có nghe trộm cũng bị nhầm lẫn, rằng hiện tại chỉ còn anh và 200 lính của anh là đang chiến đấu. Sự dũng cảm và bình tĩnh của Bija ở Huguet 6 đã gây ấn tượng cho nhiều người ở Điện Biên Phủ. Một huân chương danh dự rất có ý nghĩa với một sĩ quan của anh ta giờ lại rơi vào chiến hào của đối phương. Đây là thời điểm quyết định đối với Bija nên anh ta chẳng hề do dự. Đánh tới cùng để lấy lại vị trí đã bị mất hoặc là đầu hàng. Bija lựa chọn đánh. Kế hoạch bắt đầu lúc 8 giờ ngày Chủ nhật. Bija triển khai quân dọc theo đường hào phía nam của cứ điểm Huguet 6 ở cách vị trí gần nhất của Việt Minh 30m. Sau khi trấn an cho thương binh và phá hủy tất cả các vũ khí hạng nặng, Bija lệnh cho binh lính tự vũ trang bằng lựu đạn và yêu cầu họ chia đôi bao cát đeo ra phía trước và sau để tránh các mảnh đạn bắn vào người. Một trung sĩ bị thương vẫn đang dùng khẩu súng trường tự động để bắn yểm trợ cho đồng đội và đã chết ngay tại chỗ vì bị trúng đạn. Vào thời điểm quyết định và dưới màn sương mù bao phủ, Bija lệnh cho quân lính trườn qua các ụ đất phòng thủ dọc theo trên hào và cuộc chạy nước rút đã bắt đầu diễn ra. Phần lớn bộ đội đã quay về hướng nam tập trung ngăn chặn lực lượng phá vây ở cách khoảng 300m. Dưới những trận mưa lựu đạn, quay lại họ thấy đám lính dù và lính Lê Dương tại cứ điểm Huguet 6 đang rất mệt mỏi, nhảy qua các chiến hào chạy về phía đội quân cứu trợ. Ốm đau, thiếu lương thực, bị thương đã làm giảm tốc độ rút quân của đám lính và gây thêm nhiều thương vong. Cú điện đầu tiên gọi về sau khi quân của Bija tới được cứ điểm an toàn cho biết 60 người mất tích, trong đó có cả bị chết, bị thương và bị bắt. Trong 300 người của đơn vị đồn trú thì 106 người bị chết, 49 người bị thương, 79 người mất tích. Trong đó, 16 sĩ quan làm nhiệm vụ tại cứ điểm Huguet, chỉ có 5 người sống sót. Ngày 20 tháng 4, Langley và các chỉ huy lính dù đưa ra một bản đánh giá chi tiết về sức mạnh trên chiến trường. Bija nhớ lại trong số 13.000 quân ban đầu thì khoảng 2.400 quân, không tính đến quân đồn trú bị cô lập ở Isabel, có thể được coi là chiến đấu tốt. Tiểu đoàn 6 của Bija là 150, tiểu đoàn 2 của Brezhnev 200, tiểu đoàn dù xung kích số 8 của Turet
250, Babu An 5 của Bố Tây La 200, Tiểu đoàn Dù Lê Dương số 1 và 2 550, Bộ binh Lê Dương 400, lính súng trường Ma Rốc, pháo binh, công binh và các nhóm người Thái chỉ là 650. Sau này Bira viết tiếp, chỉ có lực lượng chủ lực là còn đang chiến đấu, các lực lượng khác đều đã thất bại. Ban đêm, họ trốn việc đi cướp hàng tiếp viện được thả xuống. Lúc này, Langley đang xem xét một phương án trừng phạt những người trốn việc này. Nhưng đã có quá nhiều người chết và bị thương, vậy nên làm gì đây? Chúng tôi sẽ quan tâm tới vấn đề này nếu chúng tôi thoát khỏi đây. Đêm 20 tháng 4, một nhóm khoảng 100 lính tình nguyện nhảy dù xuống Điện Biên Phủ. Mỗi một đợt nhảy thành công đều được ghi bằng điện mật gửi từ Hà Nội vào sở chỉ huy của De Castri. Trong một bức điện, Hà Nội nhấn mạnh việc tăng cường quân. Có thể gửi cho ngài thêm 100 lính Pháp, lính Lê Dương và lính Bắc Phi tình nguyện nhảy dù, những người đã bị tòa án quân sự kết án hoặc bị ngồi tù. Hãy gửi điện báo nếu ngài chấp nhận những người lính tình nguyện này. Điện Biên Phủ trả lời, Isabel mong muốn nhận được binh lính đã được tuyển chọn kỹ. Tình hình ở bệnh viện ngày càng xấu đi. Thiếu tá Green đang phải đối mặt với nạn dịch ấu trùng. Ruồi bay khắp nơi kêu vo ve quanh đám thi hài mục nát trong nhà xác. Green viết, đêm đến, thật là kinh hoàng khi nhìn thấy cảnh rùng rợn này. Những con giun trắng nhỏ bé bỏ qua tay, mặt, chui vào tai những người bị thương đang ngủ. Để trấn an bệnh nhân, Green giải thích, các con ấu trùng ăn các tế bào chết để giữ sạch cho các vết thương. Thật là kỳ lạ, bệnh viện lúc đó trở thành một nơi tăng quân. Trong bữa ăn trưa vội vã với Langley và Bira, Langley cho rằng Green nên kiểm tra xem liệu có ai đáng ra phải nằm trong bệnh viện lại đi tụt về phía sau. Do dự một lúc, rồi bắt đầu đi kiểm tra quân số bị thương, Green nói với một số bệnh nhân từ tiểu đoàn của Bira rằng trí của họ đang tìm kiếm người để thành lập một đại đội mới. Những từ lính tình nguyện tiểu đoàn 6, Bira lan truyền nhanh qua các hầm trú ẩn. Trong cuốn sách của mình, Green tả lại cảnh này như việc ông ta bất ngờ phải đối phó với một cuộc họp của những người thương binh tình nguyện. Tôi thấy một chân tôi được các đồng đội, những người còn cả hai chân chăm sóc, tay tôi bị cuốn băng đeo trước ngực. Những người mù nói với tôi rằng họ có thể nhìn rất rõ. Cảm động trước sự đoàn kết đó, nhưng bị kẹt vì sự có lỗi với những người bị thương, Green phản ứng, không, không phải tất cả mọi người. Họ trả lời thật đơn giản và thẳng thắn. Những người bạn thân đang chờ chúng tôi biết chắc điều đó. Nếu họ phải chết, chúng tôi muốn chết cùng họ. Hướng về phía đồn trung tâm, một số thương binh trong trạm dưỡng thương tiểu đoàn đã sẵn sàng bước tập tễnh quay lại các vị trí của họ. Việt Minh chuyển hướng sang cứ điểm Huyget 1, cứ điểm 206 phía nam của Huyget 6, trách phía tây của đường băng. Cứ điểm này ở cách không xa trước máy bay quốc tít của lính đặc công, mà từ lâu đã làm nơi hội ý kế hoạch tuần tra và phản công của Pháp. Thân máy bay làm nơi trú cho một xạ thủ súng máy Việt Nam đóng vai trò cốt tử trong cuộc đấu tranh giành lại đường băng. Trước sự thất bại của Huyget 6, Việt Minh đào thêm hai đường hào, cắt nhau giáp với Huyget 1. Hiện tại hệ thống đó được cải tiến và mở rộng. Nhìn từ trên không, các đường hào quanh cứ điểm đã phân chia mặt đất thành nhiều phần giống như một chiếc mền bông. Đêm 18 tháng 4, một đại đội mới của tiểu đoàn 1 bán lữ đoàn Lê Dương số 13 dưới sự chỉ huy của đại úy Chevalier được lệnh chuyển từ cứ điểm Clodin tới Huyget 1 để tăng cường cho một đại đội Lê Dương đã quá mệt mỏi của tiểu đoàn 1 trung đoàn bộ binh Lê Dương số 2. Quá nửa đêm, đại đội của Chevalier bị quân Việt Minh từ các chiến hào và công sự phòng thủ quanh cứ điểm chặn đánh. Lính Lê Dương đang phải chống đỡ lại đợt chặn đánh của 1,5 tiểu đoàn bộ đội trên đường. Chevalier yêu cầu xin thêm pháo binh. 10 giờ ngày 19 tháng 4, đại đội của Chevalier vào tới được cứ điểm Huyget 1 thì đã mất 1/3 đại đội. Lính Lê Dương phải mất 14 giờ để vượt qua 1.500 gia, tức là 961 mét. Tại cứ điểm này, Việt Minh cũng đang chờ quân của Chevalier tới. Cứ điểm Isabel đang bị pháo đạn của Việt Minh tấn công. Các chiến hào của đối phương được mở rộng sát vào vành đai phòng thủ phía ngoài của quân Pháp. Trong số 11 đại bác 105 ly, chỉ còn 8 khẩu đang hoạt động, xe tăng chỉ còn 2. Địa hình bằng phẳng, lầy lội của Isabel không tạo ra được sự bao quát thực và cũng không có chỗ ẩn nấp, chu vi đo được 1,4 dặm vuông, vì vậy nó là vị trí rất khó để thả dù. Đại tá La Lăng Đờ, chỉ huy cứ điểm, cùng với một cựu chiến binh quân đội Viễn Trinh trong Thế chiến 2,
đang có một đội quân hỗn hợp gồm lính Lê Dương, lính súng trường Andrei, lính súng trường người Thái, chiếm giữ các vị trí của cứ điểm Isaben. Mặc dù chức năng chính của cứ điểm này là phải cung cấp pháo binh cho Điện Biên Phủ, nhưng giờ nó lại bị đẩy vào cuộc chiến bộ binh và pháo binh để mà tồn tại. Hồi đầu, trước khi con đường nối Isaben với cứ điểm chính bị cắt đứt, Isaben đã nhận quân tăng cường từ Điện Biên Phủ. Đội quân này gồm những tay súng trường người Thái, những người đã trốn khỏi trận đánh ở Almaghi. Ngày 20 tháng 4, một cuộc đọ sức giành lại cứ điểm Wenmer do Trung tá Wenmer và đơn vị 219 người Thái thực hiện. Vị trí này mở rộng về phía đông bắc của Isaben. Đường băng phụ kéo dài từ Wenmer về phía bắc hiện do Việt Minh kiểm soát và hoàn toàn mất tác dụng đối với Pháp. Cứ điểm Wenmer là một bãi lầy lớn, các đường hào sâu nối với vị trí trung tâm bằng một chiếc cầu nhỏ bắc qua sông Nậm Rố. Lực lượng nhỏ bé của Wenmer và toàn bộ quân đồn trú của Isaben đang phải chịu cảnh thiếu thốn lương thực. Với mục tiêu chiếm được Isaben, Việt Minh đã đưa vào Trung đoàn 57, Sư đoàn 304 và Tiểu đoàn 888 thuộc Sư 316, tổng cộng quân số là 3.800 người. Ngày 20 tháng 4, tổng số quân của Đại tá Lo Lăng lên tới 1.400 quân. Các cuộc tấn công và phản công của Việt Minh đã tiêu diệt hết các đơn vị của Pháp ở 5 cứ điểm và Huy Ghét và bắt đầu chuyển hướng sang Isabel. Quân của Chevalier ở Huy Ghét 1 liên tiếp phải chịu các cuộc tấn công của Việt Minh. Hỏa lực pháo của Việt Minh mạnh tới mức cứ điểm này giống như ngọn núi lửa đang hoạt động. Các xạ thủ Việt Minh từ các công sự vừa chiếm được ở Dominic 2 phóng thẳng hỏa lực về phía địch, tạo thành một dòng chảy không gì có thể ngăn cản được. Trong khi luân chuyển vị trí, Chevalier được cảnh báo rằng có tiếng đào bới dưới lòng đất tại các cứ điểm của Pháp. Ngày 22 tháng 4, Chevalier tập hợp 60 người còn lại trong các chiến hào quanh sở chỉ huy để dốc lực vào trận cuối. Đêm đó, Việt Minh từ lòng đất chui lên trong các cứ điểm giống như những bóng ma gây hỏa. Chevalier lệnh cho súng 120mm tập trung hỏa lực vào Huy Ghét 1. Nhiều bộ đội chui lên đã trúng pháo đạn của lính Lê Dương. Lúc trời sáng thì lính Lê Dương cũng dọn sạch xác Việt Minh. Edward Beckel trong cuốn 170 ngày ở Điện Biên Phủ đã tả lại hệ thống hào dưới lòng đất của Việt Minh. Lính Pháp đã giết người đầu tiên chui lên khỏi mặt đất rồi lấp vào đó bằng một bọc thuốc nổ và lấy xác chặn lại. Nhưng mỗi lần bộc phá nổ thì lại một người mới xuất hiện. Bức điện cuối cùng từ Huy Ghét 1 yêu cầu tăng quân được ghi lại lúc 23 giờ. Đóng quân trên một khu đất mấp mô, Đại úy Chevalier và một số quân của ông đang bị tấn công dữ dội. Nếu Điện Biên Phủ với dây thép gai, hầm hào lầy lội giống như Verdun thì sự thất bại của Huy Ghét 1 đã gợi lại cảnh các trận đánh ở thế kỷ 19 từng làm cho quân Viễn Chinh nổi danh. Tướng De Castri quyết định lấy lại Huy Ghét 1. Cả Langlais và Bira đều chống lại quyết định trên vì Bira cho rằng sức mạnh bị giảm cùng với sự mệt mỏi chung là dấu hiệu của sự thất bại. Nhưng De Castri biết sự có mặt của Việt Minh ở Huy Ghét 1 cũng có nghĩa là sẽ mất đi khu vực nhảy dù còn lại, nên yêu cầu tấn công là trên hết. Ông ta hy vọng sẽ giành lại vị trí này trong vòng 16 giờ. Sở chỉ huy của Cô Nhi muốn biết cần phải làm gì để chuyển các đơn vị và hàng tiếp viện khi mà mùa mưa và gió mùa tới. Vấn đề là liệu De Castri có chỉ huy được một đơn vị đồn trú bình thường tiến hành một đợt tái triển khai lớn đến như vậy. Hà Nội cho rằng nên đưa quân ở Isaben vào để tăng cường cho khu trung tâm. Các nhà chiến thuật dường như lờ đi thực tế là Isaben luôn sẵn sàng chiến đấu để giành lại sự sống còn của nó. De Castri giải thích, việc chuyển quân khỏi khu vực lầy lội sẽ ảnh hưởng tới việc chiếm lại Dominic 1 và 2. Sau đó, ông ta liệt kê ra các khu vực bị ngập lụt và nói không thể lấy lại các vị trí Dominic với một lực lượng mỏng như vậy, và khẳng định rằng ông ta muốn duy trì Isaben như một căn cứ cung cấp hỏa lực. Ông giải thích việc sơ tán khỏi Isaben có nghĩa là sẽ xóa bỏ vị trí trung tâm đang dần co lại, và còn là yêu cầu tiến hành một đợt tác chiến lớn để mở đường tới Isaben và bảo vệ nó trong suốt thời gian sơ tán thương binh cùng tất cả trang thiết bị, đạn dược, pháo binh và nhân sự. Tình hình chung cho thấy không đủ xe tải và dự đoán sẽ có những thiệt hại nặng cả về người và của khi rút khỏi Isaben. Ông kết luận, chỉ cần thả 3 tiểu đoàn dù xuống gần bản Nọng Có vào ngày 30 tháng 4, thì ông ta sẽ chiếm lại được các vị trí ở Dominic và có thể cả ở Almaghi 1 và 2, đảm bảo một khu vực thả dù an toàn và di chuyển quân đồn trú lên vùng đất cao.
Trong khi đó, Bira vẫn phải miễn cưỡng chuẩn bị các công việc cho cuộc phản công. Ông chọn tiểu đoàn dù Lê Dương số 2 mới đến của thiếu tá Liesenfeld để giao nhiệm vụ và chuẩn bị cho cuộc tiền trạm và cứ điểm Huyghet 1 bằng các máy bay B-26 và máy bay ném bom. Pháo binh của Pháp ở bên cạnh để phóng hỏa lực Nghi Binh và các cứ điểm Dominique và Almaghy. Bira rất tin tưởng vào đội Lê Dương của tiểu đoàn dù số 2 và coi họ là đơn vị dù giỏi nhất Đông Dương. Và cũng tin rằng tiểu đoàn của Liesenfeld có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thiếu ngủ và sự căng thẳng của trận đánh đã gây cho đối phương tổn thất lớn. Lúc này Bira quá mệt mỏi và đã lăn ra ngủ. Nhưng mà không được lâu, ông bị đánh thức vì nghe thấy giọng nói của De Castri kể lại cuộc phản công vào Huyghet 1, thiếu mất đòn quyết định. De Castri lệnh cho Bira kiểm tra xem điều gì đang diễn ra. Mọi hành động chuẩn bị kỹ càng đã bị đổ bể. Sau chút thành công chớp nhoáng ban đầu, giờ đây các đại đội của Liesenfeld đang bị cầm chân và phải chịu nhiều thương vong. Việt Minh đang tận dụng triệt để lợi thế của con đường dẫn vào cứ điểm Huyghet 1. Khẩu đại liên được giấu trong đầu chiếc máy bay quốc tích đã phát hiện thấy hai đại đội địch khi họ đi ngang qua đường băng. Mặc dù khói lửa dày đặc, pháo binh của Việt Minh vẫn nạ đạn về phía đám lính dù. Bira nhảy vào một chiếc xe jeep, lao thẳng tới sở chỉ huy của Liesenfeld ở Huyghet 2, cứ điểm 208. Thấy chỉ huy của tiểu đoàn dù Lê Dương số 2 đang ngồi cạnh chiếc radio. Bira hỏi, mọi việc thế nào? Liesenfeld đáp, mọi việc chắc hẳn vẫn tốt vì anh ta không thấy có báo cáo từ các đại đội. Sau đó Bira phát hiện ra rằng radio của Liesenfeld không bắt được sóng xa. Những bức điện từ các đơn vị bị cầm chân của tiểu đoàn dù Lê Dương số 2 đã không tới được sở chỉ huy của Liesenfeld. Bira tức giận, ngay lập tức đứng ra chỉ huy. Tới nay, một sĩ quan Lê Dương cho rằng Bira đã quá nghiêm khắc với Liesenfeld cả trong và sau trận đánh. Một số khác thì cho rằng chỉ huy của tiểu đoàn dù Lê Dương số 2 đã có thể thấy được hoàn cảnh bi đát của đám binh lính nếu ông ta đứng trên một vị trí để quan sát đợt tác chiến này. Tuy nhiên, tất cả những tranh luận đó sau này đều được rõ ràng. Đánh giá tình hình, Bira khẳng định cuộc phản công hoàn toàn bị thất bại. Mục tiêu của ông ta bây giờ là cứu vãn những gì còn lại từ cái thảm họa đó. Ông ra lệnh cho tiểu đoàn dù số 2 rút quân và yêu cầu pháo binh không quân yểm trợ cho đợt rút lui. Hai đại đội kéo về đã mất 80% quân số. Trong cuộc phản công chiếm lại Huyghet 1, tiểu đoàn dù số 2 mới tới đã mất 154 người. Nhiều năm sau khi cắt nghĩa cuộc tranh luận xung quanh những gì đã xảy ra ngày hôm đó, Bira biết, mặc dù rất mệt mỏi, tôi vẫn phải đứng ra chỉ huy đợt tác chiến. Những người lính tuyệt vời của tiểu đoàn dù số 2 đều giỏi như lính của tôi, nhưng ngày hôm đó người chỉ huy của họ lại vắng mặt. Bởi vậy, tôi tự thấy có trách nhiệm với sự thất bại này. Điện mừng của tướng Giáp tới binh lính được lan truyền đi khắp nơi vì bộ đội đã đoàn kết giữ vững Huyghet 1 và tiếp tục gây áp lực với Isabelle. Việt Minh mất 300 người và nhiều người bị thương trong trận Huyghet 1. Tướng Giáp động viên binh lính thi đua truy kích địch tới cùng. Chính vì vậy, quân đồn trú Pháp luôn phải sống trong sự sợ hãi. Ông kêu gọi tất cả các xạ thủ xung máy, súng trường, pháo binh, hỏa lực tiêu diệt từng tên địch ở Điện Biên Phủ. Giống như hầu hết các mệnh lệnh, tướng Giáp đưa ra một khẩu hiệu đơn giản và dễ nhớ: mỗi viên đạn một quân thù. Binh lính thi nhau ngắm bắn chính xác và đếm từng phát súng. Sau đó ông hỏi ai sẽ là người bắn giỏi nhất ở Điện Biên Phủ, xạ thủ, súng máy, súng cối hay pháo thủ. Bộ Tư lệnh đang chờ chiến công của các bạn và các đơn vị để trao tặng phần thưởng.